Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Nông dân huyện Núi Thành xuống giống sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022. Trong chương trình có phóng sự Núi Thành vùng đất cực Nam của tỉnh Quảng Nam trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành khóa 12 tổ chức kỳ họp lần thứ 5 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Huyện đạt tổng sản lượng lương thực hơn 42.070 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đàn gia súc gia cầm tăng hơn 8,8% so với năm 2020. Sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 101% kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản đạt hơn 104% kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có 3 xã là Tam Thành, Tam Sơn và Tam Trà đã kiểm tra đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt xây dựng đô thị loại 4. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững. Kỳ họp thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và giai đoạn 2022-2026 với sự thống nhất cao của hầu hết đại biểu dự kỳ họp. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ ở huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt các phong trào chương trình của hội, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động ngăn hàng bò, chung sức cùng đồng bào nghèo xây dựng nông thôn mới, trao tặng 73 con bò giống cho các hộ nghèo với trị giá 1 tỷ 115 triệu đồng, trao 59.234 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với số tiền 22.739 triệu đồng. Phong trào hũ gạo tình thương đóng góp 257 tấn gạo, cứu trợ cho 9.530 người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp bất hạnh trong cuộc sống. Phong trào đồng tiền nhân đạo được các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện ủng hộ 2 tỷ 819 triệu đồng, cứu trợ thường xuyên, đột xuất cho hơn 6.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo. Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 đồng chí. Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 được sự thống nhất cao của đại biểu dự đại hội. Năm 2021, người dân ở huyện Núi Thành đánh bắt hơn 46.000 tấn hải sản các loại, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, năm 2021, ngư dân ở huyện Núi Thành đưa tàu thuyền ra khơi bám biển, đánh bắt được hơn 46.000 tấn hải sản các loại, đạt hơn 100% kế hoạch năm 2021. Nhiều tàu thuyền ở các địa phương đánh bắt đạt sản lượng cao là Tam Quan, Tam Giang và xã đảo Tam Hải, doanh thu hàng tỷ đồng. Mỗi lao động đi trên tàu có thu nhập 80 đến 100 triệu đồng. Thời gian này, ngư dân ở huyện Núi Thành đang cải hoán, sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho vụ đánh bắt hải sản năm 2022. Trong những năm qua, huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân và phát triển của huyện Núi Thành, địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế mở Chu Lai. Huyện xây dựng và bàn giao các công trình công cộng thiết yếu như sân vận động huyện, sân tennis, đảm bảo tốt tổ chức thi đấu giải cấp huyện và cấp tỉnh, xây dựng 5 cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị, là Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Núi Thành, Trung học phổ thông Cao Bá Quát, 4 công trình văn hóa cấp đô thị là Thư viện huyện Núi Thành, di tích Chiến thắng Núi Thành, khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Có 5 công trình thể dục thể thao cấp đô thị là Trung tâm thể thao huyện Núi Thành, nhà thi đấu đa năng, quảng trường huyện Núi Thành, công viên Núi Thành, tiểu công viên khu tái định cư Tam Quan tại thị trấn Núi Thành. Ngoài ra còn có các công trình sân bóng đá mini, sân quần vợt, sân cầu lông, bóng chuyền ở các cơ quan, công sở, khu dân cư đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Nông dân huyện Núi Thành xuống giống sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022. Nhờ làm tốt các bước chuẩn bị từ khâu làm đất, cày ải đến chọn giống, ngâm ủ giống, quản lý nguồn nước tưới tiêu, nên trong những ngày qua, nông dân ở huyện Núi Thành đã đồng loạt ra quân xuống giống, gieo xạ lúa vụ đông xuân năm 2021-2022, đúng theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2021-2022, nông dân huyện Núi Thành đưa vào sản xuất 4.200 ha lúa với các loại giống ngắn và trung ngày có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày. Thời gian này, nông dân trong huyện đang tiếp tục làm đất để gieo xạ diện tích còn lại, phấn đấu đạt diện tích 4.200 ha, đồng thời có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết để gặt hái được những kết quả cao trong sản xuất vụ mùa đông xuân 2021-2022. Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Trong những năm qua và từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đã vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp số tiền hơn 1 tỷ 562 triệu đồng hỗ trợ cho 337 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện còn vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp số tiền 1 tỷ 840 triệu đồng hỗ trợ xây mới 62 nhà nhân đạo cho hộ nghèo, góp phần xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nhằm xoa dịu nỗi đau cho các trường hợp không may gặp khó khăn trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công an xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 136 NDCP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy. Nghị định 167 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Trong thời gian theo học, học viên còn được hướng dẫn các phương án xử lý một số tình huống, một số vụ cháy, phòng cháy, chữa cháy ở cơ quan, đơn vị. Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công an các xã thị trấn những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn các xã thị trấn. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Những người yêu sách huyện Núi Thành. Câu lạc bộ được thành lập trên cơ sở tập hợp những người tự nguyện cùng sở thích, yêu mến sách, ủng hộ văn hóa đọc, đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện Núi Thành. Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản theo quy định pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành. Tại buổi lễ ra mắt có 20 thành viên những người yêu sách của huyện Núi Thành tham gia vào câu lạc bộ. Thông qua ra mắt câu lạc bộ những người yêu sách nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên với nhau, cùng trao đổi thông tin về sách, chia sẻ tình yêu đối với sách, tham gia các hoạt động tôn vinh văn hóa đọc trong giai đoạn mới hiện nay. Huyện Núi Thành, vùng đất cực Nam của tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã đem lại nhiều kết quả to lớn, làm cho bộ mặt làng quê huyện Núi Thành ngày một không ngừng khởi sắc, đường làng ngõ xóm xây dựng hết sức khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Núi Thành được nâng cao. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được huyện triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức để làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và cán bộ trên địa bàn huyện về xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân đã nhận thức được mình làm vì mình là chủ thể, nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân đã được đẩy lùi, sự tự giác trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, nhân dân được thể hiện ngày càng rõ nét, nhất là trong việc hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người dân hưởng ứng thông do tất cả mọi các chủ trương của nhà nước và của nhân dân trong thôn đưa ra. Chúng tôi sẽ hy sinh tất cả đất, trường rầu, cổng ngõ, đường xóa, tất cả những việc gì của trên đưa ra là chúng tôi sẽ hết mình và thúc đẩy nhân dân đều ủng hộ cho cái phong trào đi lên rất là mạnh mẽ. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11 năm qua ở huyện Núi Thành đã đạt được nhiều kết quả. Huyện tranh thủ được nhiều nguồn vốn đầu tư, cộng với đóng góp công sức, tiền của nhân dân và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Núi Thành đã có 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 3 xã còn lại là Tam Sơn, Tam Thành và Tam Trà cũng đã đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi xác định được rằng là cuộc vận động toàn dân một cách xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là một hoạt trình chứ không phải là đích đến. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn xác định tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian sắp đến để thực hiện cho xã nhà Tam Quan ngày càng khởi sắc trên tất cả các bình diện của xã. Qua 11 năm triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Núi Thành đã làm cho chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Núi Thành ngày một không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng trên người trên năm tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%. 100% hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt hơn 70% trong tổng số lao động. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Núi Thành đạt được thành quả to lớn qua 11 năm triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, vận động phải xem đây là một cái nhiệm vụ hết sức là thường xuyên, liên tục và đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai hết sức là sâu rộng và thiết thực trong các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và phản ánh kịp thời thực tiễn cái xây dựng nông thôn mới của các cái địa phương. Cái thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh cái tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp theo cái hướng từng bước hiện đại hóa, nâng cao cái giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát huy khai thác tối đa cái tiềm năng lợi thế về đất đai, về khí hậu, về điều kiện tự nhiên từng vùng để phát triển cái kinh tế nông nghiệp và từng bước xây dựng các cái vùng trọng điểm về sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Phát huy kết quả đạt được sau 11 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới để xây dựng quê hương Núi Thành, địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế mở Chu Lai, ngày một không ngừng phát triển đi lên trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.